Viêm xoang là tình trạng dịch nhầy và chất lỏng tích tụ làm tắc nghẽn các xoang, hốc rỗng nằm phía sau xương gò má và trán. Lúc này, vi khuẩn sinh sôi và phát triển tại đây, gây nhiễm trùng và viêm. Viêm xoang được chia thành hai loại: viêm xoang cấp tính và viêm xoang mạn tính. Trong đó, viêm xoang cấp tính xảy ra đột ngột và khỏi sau vài tuần, còn viêm xoang mạn tính thì lặp đi lặp lại và kéo dài, xảy ra khi có dịch nhầy tích tụ trong các xoang, khiến người bệnh cảm thấy khó chịu và đau đớn. HK Smart giới thiệu xịt mũi xoang Di Minh Tăng Ngự Địa chung với hương bạc hà dễ chịu, hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về mũi như viêm mũi, viêm xoang, đau xoang, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, hắt xì liên tục, chảy mũi không ngừng. Di Minh Tăng xịt mũi xoang nội địa là liệu pháp hữu hiệu dành cho người mắc các bệnh như trên. Xịt xoang mũi Di Minh Tăng được chiết xuất 100% thảo dược thiên nhiên quý hiếm, không gây tác dụng phụ trong thời gian sử dụng và cả sau khi sử dụng. Xịt xoang mũi Di Minh Tăng dùng xịt rửa với xịt mũi, gạt mũi, rổ mũi, ngứa mũi, xoang mũi cực kỳ hiệu quả và sử dụng cực kỳ tốt với mọi người. Xịt xoang Di Minh Tăng có dạng xịt phun xương tạo các hạt mịn dễ dàng đi sâu vào khoang mũi, được sử dụng để vệ sinh mũi, giúp loại bỏ các dị nguyên, giúp làm sạch, giúp mũi thông thoáng, giảm nghẹt mũi, mang lại cảm giác dễ chịu, đặc biệt khi niêm mạc mũi bị khô, khó chịu khi thời tiết hành khô hoặc trong phòng điều hòa, máy lạnh. Xịt rất tốt trong việc điều trị sổ mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, ngoài ra còn có tác dụng tiêu đờm nên khi dùng sẽ hết nghẹt mũi. Thuốc có tác dụng nhanh giúp giảm nghẹt mũi và tắc nghẽn xoang đối với bệnh viêm xoang, giảm các triệu chứng cảm cúm trong 12 giờ. Dùng dịch xịt mũi giúp xóa tắc nghẽn và làm khô chất tiết của mũi. Bạn nên sử dụng theo lộ trình từ 2 đến 3 lọ liên tục để đảm bảo tác dụng của sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem nhé.